Dạ vâng, lời đầu tiên Giấy Nam gửi lời chào đến tất cả quý khách hàng. Và hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu cho tới anh em một cái mẫu giày mang cái thương hiệu Asisa. Thương hiệu Asisa International. Đây là cái hộp của nó. Mẫu giày này thì cái hộp của nó thì anh em quan sát tổng quan nhé. Hộp của nó thì tôi đã giới thiệu ở cái video trước. Bề mặt của hộp thì nó có những cái vết, những cái đường mũi tên biểu trưng của cái thương hiệu Asisa. Ở cạnh hộp ấy thì nó có cái giống như kiểu cái cờ của Anh Quốc. Và dưới đáy hộp ấy thì nó có địa chỉ văn phòng office ở bên London, là đây này, Gris. Thực ra cái đôi giày này là đôi giày xuất sang Anh Quốc anh em nhé. Tức là không phải là đôi giày mang từ Anh Quốc về. Tôi phải nói nhắc lại một vấn đề như thế để anh em đỡ hiểu nhầm, là đôi giày này thì được sản xuất ở rất nhiều nước. Thực ra thì có thể ở Trung Quốc, có thể ở Malay, có thể ở Indo. Nhưng mà đôi giày này là đôi giày được xuất sang Anh Quốc. Và giày nam.com đã đặt hàng đôi này về Việt Nam để phục vụ, bởi vì cái nhu cầu của anh em về cái dòng sản phẩm này rất là lớn. Mà khi sang Anh Quốc mà mua đôi này thì nó rất là đắt, vì có người đã từng mua đôi này mấy triệu về Việt Nam rồi. Và bên mình thì cũng muốn giới thiệu về cái sản phẩm mà bên mình đã bán rất là lâu rồi. Thì hôm nay thì tôi muốn giới thiệu đến anh em một cái đôi giày màu vàng. Thực ra thì cũng không phải là nâu, mà nó là cái màu vàng vàng chanh chanh một chút, rất là đẹp. Nói chung là nhìn đây thì ưng mắt luôn rồi. Thì tôi bỏ cái hộp này ra. Xin thưa với anh em như này, là cái đôi giày này nó mang cái mã số là, đây anh em để ý đây, 82891. Đôi giày này đã được Giày Nam bán cách đây 4 năm, và đến thời điểm này chúng tôi vẫn đang bán. Và khách hàng của chúng tôi đi sản phẩm này thì người ta cảm thấy rất hài lòng với chất lượng, và kiểu dáng thì người ta cũng cảm thấy nó rất là đẹp. Tức là đấy là khách hàng phản hồi là như vậy. Và tôi thì anh em cũng có thể lên trên Facebook của Giày Nam.com đây. Anh em lên Facebook, anh em quan sát, anh em thấy những feedback của khách hàng. Và bên mình đã có rất nhiều bài về feedback của giày Asisa này. Anh em có thể lên mạng đánh từ là đánh giá về giày Asisa, là nó sẽ hiện lên một số các cái feedback của khách hàng về cái dòng sản phẩm này. Thì cái đôi giày này thì hôm nay mình muốn giới thiệu đến anh em, thì nó trước mắt thì nó có 5 màu, nhưng mà bởi vì cái khoảng cách nó có hạn ấy, cho nên là tôi chỉ mang đến cho anh em được cái không gian là giới thiệu được 3 cái màu thôi. Tôi chỉ giới thiệu được cho anh em là không gian là có 3 cái màu thôi. Thì tôi bỏ cái màu vàng này ra, tôi đặt cái màu này lên đây. Không biết anh em có quan sát có dễ không nhỉ? Thực ra thì cái máy camera này nó hơi bé, nên là tôi bỏ cả cái hộp ra đây, để hẳn xuống đây luôn. Rồi, không biết là anh em có quan sát không nhỉ? Tôi lên tôi nhìn cam phát xem là anh em có thấy rõ hết không? À, đồ màu trắng bị bớt đi một tí. Dạ vâng, đây. Thì đây là tổng quan của 3 cái sản phẩm mang cái mã số 82891 mà hôm nay tôi muốn dùng video trực tiếp để giới thiệu đến anh em, để anh em có một cái cảm nhận thực sự là sâu về cái sản phẩm này. Đó. Thì đầu tiên thì tôi giới thiệu về cái đôi màu vàng chanh này. Đó. Thì như anh em quan sát về kiểu dáng thiết kế thì đôi giày này nhìn rất là đơn giản, nhưng mà những cái điểm nhấn của đôi giày này thì lại rất là đẹp. Tại sao tôi nói rất là đẹp? Một đôi giày thể thao nhìn form dáng có vẻ hơi to, bề ngang có vẻ hơi to. Những người thực ra mà đô con một tí thì lại đi sẽ cực kỳ đẹp, nhưng những người gầy vẫn đi được, bởi vì là cái anh em để ý nhá, cái đường viền ở xung quanh đôi giày này nhìn nó rất là điệu, anh em quan sát không? Nhìn cái đường viền này nhìn nó uốn lượn, nó rất là điệu. Đó, và nó làm giảm cái độ thô của đôi giày đi. Nếu không có cái đường viền này mà cái da này phù hẳn xuống dưới đế này thì tôi nghĩ đôi này chưa phải là giày đẹp, mà tôi nghĩ đôi này chỉ là bình thường thôi. Nhưng mà khi nó có cái đường viền phủ xuống dưới đế này mà kéo dài ra tận phần gót, anh em quan sát đây, kéo dài ra tận phần gót và kéo tuốt xung quanh đôi giày, thì tôi gần như nghĩ rằng là đôi giày này là đôi giày có 2 cấp độ. Thế nhỉ? Đây là cấp độ đầu tiên và đây là cấp độ thứ hai. Giống như kiểu là nó cấp độ cao cấp. Tôi nói nôm na là như thế. Về phần đế, đôi giày này thì bây giờ tôi bắt đầu đi khám phá xem đôi giày này thì có cái gì đặc biệt, có cái gì ưu điểm và nhược điểm, để cho anh em ở xa anh em có thể quan sát được. Về sờ vào đôi giày ấy, thì tôi cũng nhìn nhận thấy rằng là đôi giày này không cứng lắm, nhưng mà cũng không phải là mềm.
Phần mũi này như anh em thấy là nó cũng hơi hơi cứng cứng một tí. Đó, bởi vì nó có cái đường viền xung quanh để nó giữ chống sụp form rồi, cho nên nó hơi cứng một tí là đúng thôi. Còn bên cạnh này thì vẫn mềm, da này thì rất ok. Nghe có vẻ tôi nói toàn thế ok không? Nhiều khi anh em có thể nói rằng là tôi PR quá mức. Bây giờ tôi cố gắng đi tìm cái điểm không ok của nó một tí nhé. Phần đế, khả năng phần đế là có một cái chút gì đó là hơi thiếu ok. Dòng sản phẩm này thì cái phần đế rất đẹp, thiết kế đẹp, nhưng mà anh em có anh em một số anh em mà tôi sờ đây thì có thể anh em chê nó hơi cứng. Đấy là cái sự không ok của sản phẩm này. Có nhiều người còn bảo là dây này có đánh tennis được không, bởi vì nó có cái xoáy tròn ở đây đó. Thì anh em phải hiểu là cái đôi giày này ấy, cái mặt đế này ấy, nó như là cái mặt đế của cái giày tennis, nó không hề mềm, nó có một cái độ chai, chai và độ lì. Cho nên khi chúng ta đi những cái đôi giày này thì nó có cái ưu điểm là nó sẽ giảm độ mài mòn rất là tốt. Nhưng mà nhược điểm của nó là nếu mà chúng ta hay đi giày quá mềm thì đôi này tôi nghĩ là cứng đối với anh em. Bởi vì là đây, tôi vẫn bóp được nhưng mà tôi không bóp được nhiều đâu. Dưới này tôi hầu như là tôi bóp được rất ít này. Tôi cố gắng ấn thì hơi vào được một tí ti thôi. Còn cơ bản thì phần đế này là cứng. Đôi giày này khó để có thể bẻ vẹo như này. Anh em thấy nhá, khó để bẻ vẹo, bẻ vẫn bẻ được nhưng mà nó thực sự là bẻ vẹo như này thì bẻ xong thì tôi nghĩ rằng là cũng đau tay. Đấy, thì đấy là cái nhược điểm của cái đế này. Có người thì bảo đế cứng hay là hàng đẻo, hàng nhái. Nhưng mà không phải anh em nhé, bởi vì thực ra thì cái khuôn mẫu này, cái khuôn này là người ta làm đế cứng. Đó, và tôi cũng phải thừa nhận là đôi giày này nó giữ được cái form này rất là lâu. Một đôi giày xịn ấy, nó ăn nhau ở cái form. Nếu một đôi giày xịn ấy mà đi một thời gian mà bị mất form, mất dáng thì đấy không phải là đôi giày xịn, mà đấy là những cái đôi giày đấy là giày nó cái cách tạo form không được chuẩn cho nên nó mới hỏng. Còn những đôi giày này thì cái form của nó khá là cứng, cho nên là thực ra thì không phải khách hàng đâu mà bạn bè của tôi đã từng đi sản phẩm này rồi, và người ta đã từng đi và cái độ bền của nó là 3 đến 5 năm, nó là chuyện bình thường, nó không có gì là lạ cả. Thực ra là sản phẩm này là 3-5 năm nó là bình thường. Cái quan trọng là cái kiểu dáng thiết kế nó có đẹp hay không và nó có ưng mắt anh em hay không thôi. Chứ còn cái độ bền của nó thì tôi dám khẳng định với anh em là tối thiểu là 1 đến 2 năm, không thể hỏng được, nói thẳng luôn là không thể hỏng được. Bởi vì cái phần mui này anh em để ý này, nó làm bằng da lộn rồi, cho nên là khi mà chúng ta đi va quệt vào đường nó có xước chảy xước ra hay chăng nữa ấy, thì nó cũng không lộ mấy, nhìn nó không có lộ ạ. Nhưng mà bên trên này nó cũng có thể là nó sẽ lộ hơn, nhưng cái da bên trên này của nó cũng làm bằng một cái loại da mà thực ra là ta nhìn cũng khó để mà lộ được cái vết xước, bởi vì cái màu của bề mặt da với cái màu bên trong của da, anh em để ý đây này, tôi có mỗi cái chỗ này đây. Đây này có mỗi cái chỗ gót nó hở ra này, anh em nhìn thấy chưa? Hai cái màu này nó gần xem nhau. Đó, nó không khác màu, cho nên là khi mà có xước ra đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể cảm nhận được cái độ cái xước cái này ra này, nó không cảm nhận được cái độ xước của giày đâu, mà chúng ta chỉ cần đánh si vào theo ý của chúng ta là được. Đó. Về dây thì cũng tương tự như mẫu trước mình giới thiệu, cái dây của cái dòng Asisa này nó làm cái dây rất là xịn, dây rất là đanh dây. Cầm cái dây là biết dây xịn này. Nó thực sự là cầm cái dây là biết giày nó chất lượng như thế nào. Đó. Nhưng mà giá thì hiện tại bây giờ đang rất ưu đãi. Nói thực sự là cái giá đôi giày này đang rất ưu đãi. Bởi vì là thực ra bên tôi nhập cái sản phẩm này rất là lâu rồi. Và gần như là bên hãng ấy, người ta đã có chính sách giá rất ưu đãi cho bên tôi. Là hiện tại giờ đôi này chỉ giá trên dưới 1 triệu một tí thôi. Thực sự giá là rất là hợp lý và rất là vừa tiền. Đó, một đôi giày vừa đẹp mà vừa bền mà lại còn giá này hợp lý thì nói thực sự là chúng ta nên lựa chọn. Vì đấy là một lựa chọn rất là thông minh. Đây, tôi lắm đôi giày từ nãy đến giờ thì nói thực sự là tôi thấy rất ưng. Còn anh em thì có thể là nghĩ rằng là tôi đang làm video gọi là chém gió hoặc là review hay như nào đấy, nhưng mà anh em hãy nên, nếu anh em cảm thấy hơi thích thôi, anh em nên đặt về nhà để thử nhá. Đặt về nhà để thử, bởi vì giày Nam có chính sách là đặt hàng này, xem hàng này, kiểm tra hàng này, đi thử này. Cái quan trọng là phải đi thử nhé. Bởi vì mình ở nhà mình đi thử nó sướng lắm anh em ạ. Chứ mình đến cửa hàng nhiều khi bị nhân viên nó ép, là có khi là mình lại chốt hàng mà trong khi đó về nhà lại cảm thấy hối lỗi, bởi vì nhân viên nó bán hàng cái sóng sinh học nó mạnh lắm. Nó ép mình lấy được hàng đấy. Nhưng mua online mình chả bị ai ép mình cả, mình mang về mình thử cho người nhà mình xem. Người nhà mình đánh giá đẹp thì mình lấy, đúng không? Nó rất là thuận tiện cho anh em trong vấn đề về mua hàng online. Cho nên là tôi vẫn khuyên anh em là mua được online cứ mua. Còn chính sách vận chuyển thì bây giờ Giày Nam hầu như là miễn phí toàn bộ, cho nên là anh em cũng chả có gì để mất cả. Chả có gì để mất cả. Cho nên là video mà review vớ vẩn rồi bán hàng bố láo bố lếu thì đặt hàng bỏ bom cho chết mẹ đi.
Nói đùa vậy. Vâng, thì tôi tiếp tục giới thiệu đến phần trong của đôi giày một chút. Chém gió nhiều quá. Phần trong của đôi giày thì tôi cảm nhận rằng là cái phần lót bên trong này rất là thích. Tôi đang nghĩ rằng là cái sự thích này để nó sẽ giảm đi cái độ khó chịu ở cái bàn chân của chúng ta khi tiếp xúc với cái đế hơi cứng một chút. Bởi vì khi mà cái dưới nó cứng rồi mà bên trên mà cái da này nó không làm cẩn thận á, chúng ta đi mà chúng ta chán luôn, chúng ta bỏ giày luôn, không bao giờ chúng ta nhận hàng. Cho nên là bắt buộc họ phải làm cái này nó mềm. Tôi thấy cái này nó mềm hơn cái giày vừa nãy. Cái giày 1801 tôi vừa review ấy, này cái này nó không được mềm như này đâu. Cái đôi này rất mềm. Tôi phải nói là rất mềm. Đây tôi cho anh em để ý quan sát, nó rất là mềm. Thực sự là rất là đáng để đi với giày này. Cái phần lót thì sao anh em để ý? Cái này làm bằng cái gì đây? À, nó là bằng một loại mesh cứng nha. Mesh này rất là cứng, không phải là bìa mà là dạng mesh. Chất liệu hơi lạ đấy. Tôi cũng không phải là người thuần thuộc lắm về cái chất liệu này, cho nên là tôi chỉ thấy ở đây nó có cái chữ là gì đấy, anh em có thể lên mạng check nhé. Nó có chữ ở đây là gì đây? Texico. Đây nha anh em nhé, Texico 030003. Anh em check cái chất liệu là chất liệu gì rồi anh em đánh giá giúp tôi nhé. Bởi vì tôi nói không chuẩn thì nhiều khi là cũng không được hợp lý lắm, cho nên là tôi chưa biết thì tôi không nói. Thì về bên trong nội thất thì nói chung là họ làm cẩn thận rồi. Đằng sau này bằng da lộn rồi, đi đến trán chả rách được. Bởi vì họ làm da này thì không thể rách được rồi. Da lộn này nó gần như là nó chống cái độ mài mòn rất là cao. Đó, cái da này thì đương nhiên thì nó có thể một thời gian nó sẽ rách. Bởi vì khi chân chúng ta bị ngấm mồ hôi thì chúng ta đi ở đây thì nó sẽ có sự pha quệt, rồi nó lệch thì xô lệch nó mút vào quá, rách là chuyện bình thường. Đó, còn cái chỗ này thì nó có độ trơ rồi, khó rách lắm. Đây phần gót đây, phần gót nó như thế này đây anh em ơi. Phần gót được khâu cẩn thận lắm nha anh em. Anh em để ý cái đường kim mũi chỉ của nó này. Nó khâu hai đường nhưng mà nó đi rất đều. Nó đi đều lắm á. Đây đi đều lắm á. Đó. Nói chung là nhìn đôi giày này thì về độ kỹ thì mình nghĩ rằng là chả có gì để nói. Đây có một chút hơi hở keo đây. Hơi nhưng mà mình nhìn rất là ít. Thực ra mình quan sát đây mới thấy, cho anh em trên video chắc không thể nhìn thấy cái gì cả. Đó. Thì tổng quan về cái sản phẩm này thì mình cũng đã giới thiệu xong. Cái lót thì chưa xong, xin lỗi, còn cái lót nữa. Cái lót này nha anh em, tôi giới thiệu cái lót này một chút nha. Cái chất lượng cái lót này hơi lạ một chút. Cái bề mặt của cái lót này không phải là da, mà nó là một loại gì đây. Tôi thử cấu xem. Nó là một loại dạng Simply cao cấp. Nó vì cái công nghệ để ép vào cái miếng xốp. Miếng dưới này miếng gì đây? Nó như là một miếng xốp anh em ạ, nhưng mà dạng xốp, nhưng mà tôi nghĩ là có pha trộn một chút mút vào, cho nên nó có độ mềm mềm và đàn hồi tốt. Cho nên là cái này là chắc chắn là không phải là xốp không, mà nó sẽ có cả mút vào nữa, cho nên nó mới đàn hồi được như thế này. Đó. Đấy, còn cái lót này thì nói thẳng luôn là nó cũng có thương hiệu rồi. Tuy nó không phải là da, nhưng mà tôi nghĩ anh em đi 2 năm nó chưa rộp. 2 năm chưa rộp nhá anh em nhá. Tôi khẳng định 2 năm chưa rộp luôn. Đó. Thì đây là cái lót tôi cũng đã giới thiệu xong. Vệ sinh rất là sạch. Nếu anh em muốn cẩn thận, anh em mua thêm cái lót để mình cho vào nữa. Cho nó đôi lót này đi nó ôm chân lắm, nên tôi nghĩ anh em lên chọn cái lót này luôn, không phải mua thêm gì cả. Rồi. Thì tổng quan về cái mẫu giày 82891 này ấy, thì nó có 3 màu. Như anh em quan sát đây. Màu đen đây, tôi nâng màu đen lên cho anh em để ý một chút. Da ở thành là da sần anh em nhé. Da bề mặt này là da dập vân, dập các cái vân gợn. Mũi này là mũi bóng anh em nhé, mũi là da bóng. Đó. Nhiều người cứ hỏi là cái mũi này liệu có dễ bị bong tróc như vậy, dễ bị rộp không? Nhưng mà thực ra cái da này nó rất là đanh. Nó đanh lắm á, nó là cái dạng da nó rất là đanh, cho nên là để xước vào đây ấy là phải có một cái sự va quẹt rất là mạnh mới xước ở đấy. Còn bình thường không xước ở đâu. Cái da này nó có độ lì lắm. Người ta đi rất là nhiều người đi cái dòng sản phẩm đen này rồi, hầu như là để xước cái đây rất là ít lắm ấy. Bởi vì cái mũi này nó đã chống chịu rồi. Cái phần mũi nó chống chịu rất là nhiều rồi, cho nên là cái phần trên này nó chỉ là phần trang trí, không thể dễ để xước được. Phần thành là da sần. À, phần bên dưới là da sần, còn bên trên này là da, cũng là da sần, hạt sần nhưng sần bé, và nó ép nhăn. Đôi màu trắng này đẹp lắm nha anh em nha. Đôi màu trắng này thích lắm này. Da xung quanh đây là một dạng là da dạng nhựa, da lộ. Đó. Đường chỉ đế thì cùng một loại đế. Chất lượng đế thì cũng cứng một chút, y như cái đôi vừa rồi tôi giới thiệu. Rồi, ok.
Thì video tôi giới thiệu đến đây về ba cái màu của cái dòng 82891 thì đã kết thúc. Nếu anh em có nhu cầu mua giày thì anh em có thể để lại luôn số điện thoại ở dưới video, nhân viên sẽ liên hệ lại cho anh em, hoặc anh em sợ bị ảnh hưởng đến thông tin thì anh em có thể là liên hệ theo số điện thoại 0912698523, hoặc anh em có thể truy cập giúp mình vào cái website là gì đây, giaynam.com anh em nhé, anh em truy cập vào website giaynam.com để tìm hiểu thêm về sản phẩm. Website giaynam.com thì bên mình hiện tại đang có chính sách là vận chuyển hàng đến tận nhà, khách được xem hàng, mở hàng trước khi thanh toán, cho nên anh em yên tâm đặt thoải mái nhé. Hoặc anh em có thể liên hệ theo số Zalo là 0912698523, bên mình sẽ có nhân viên sẽ trả lại với anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem video. Còn về giá cả sản phẩm, anh em có thể lên giaynam.com để kiểm tra trong từng giai đoạn. Có những đợt bên mình giảm giá, có những đợt thì đúng giá của nó, có những đợt giảm giá. Xin chào và tạm biệt. Hẹn anh em ở cái video sau, mình sẽ làm một video riêng chỉ có giới thiệu đi lên chân anh em nhé. Xin chào anh em.